Xin chào mọi người, hôm nay Sâm Yến Thịnh Phát sẽ tiếp tục mở hộp một sản phẩm hồng sâm củ khô hợp thiết đến từ một ông lớn nữa trong ngành nhân sâm, đó chính là sản phẩm hồng sâm củ khô Đài Đông Hàn Quốc hộp 300g. Sản phẩm được thiết kế dạng hợp thiết có tông màu đỏ chủ đạo nổi bật, hoa văn sắc sảo. Nếu dùng làm quà tặng sức khỏe cho bạn bè, người thân thì sẽ vô cùng tuyệt vời. Đây là mặt trước của sản phẩm với tên bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, cục trọng lượng được ghi là 300g. Với trọng lượng này, chúng ta có được khoảng 11 đến 20 củ sâm bên trong. Mặt lưng bên hông có tem chứng nhận của nhà sản xuất, cùng một số thông tin như ngày sản xuất, hạn sử dụng, số lượng củ bên trong, thành phần dinh dưỡng cũng như hướng dẫn sử dụng được ghi bằng tiếng Hàn. Còn đây là hình củ sâm được chụp lại để mô phỏng hình dáng củ sâm khô bên trong hộp. Đối với các sản phẩm hồng sâm củ khô, thời hạn chưa mở hộp luôn được các nhà sản xuất đảm bảo lên đến 10 năm. Đây là một ưu điểm vượt trội của các loại sâm củ khô hợp thiết so với các dạng hồng sâm khác. Phần nắp hộp phía trên chứa tên thương hiệu sản phẩm bằng tiếng Hàn và tiếng Anh, cũng như mã vạch sản phẩm, đảm bảo xuất xứ sản phẩm chính hãng. Và bây giờ, không để mọi người chờ đợi thêm nữa, Sâm Yến Thịnh Phát sẽ mở hộp để xem bên trong chiếc hộp thiết này có điều gì đặc biệt. Bên dưới nắp hộp còn có một lớp nắp thiết rất chắc chắn, giúp bảo vệ phần sâm bên trong được tốt nhất. Phía trong hộp các bạn có thể nhìn thấy một hộp gỗ được đựng trong túi hút ẩm. Thiết kế này khá giống với thương hiệu KGC cũng như đa số các thương hiệu hồng sâm củ khô khác trên thị trường. Bây giờ mình sẽ cắt lớp bọc bên ngoài để cho các bạn xem bên trong sản phẩm. Các bạn có thể thấy, ở đây chúng ta có thêm một phiếu hướng dẫn của nhà sản xuất, bao gồm thông tin cũng như xuất xứ sản phẩm. Đây chính là những củ hồng sâm củ khô chính hãng từ thương hiệu Đài Đông Hàn Quốc. Vừa mở hộp ra thì mình đã nghe mùi sâm khô thơm nồng rất đặc trưng. Sâm củ khô càng thơm thì chất lượng sẽ càng tốt. Mỗi hộp như thế này sẽ có khoảng từ 11 đến 20 củ sâm được ép chặt lại với nhau. Được lựa chọn là những củ sâm tươi 6 năm tuổi tốt nhất, được sấy khô và đóng hộp theo tiêu chuẩn chất lượng cao, được kiểm soát nghiêm ngặt từ khi gieo trồng cho đến thu hoạch và chế biến, nhằm đảm bảo các sản phẩm hồng sâm khi đến tay khách hàng đều mang lại những giá trị cao nhất cho sức khỏe. Thành phần chính trong hồng sâm củ khô là saponin. Theo các nghiên cứu, hàm lượng saponin càng cao sẽ giúp hỗ trợ tích cực các vấn đề của nội tạng như tim, gan, thận, huyết áp, vân vân. Ngoài ra, trong hồng sâm còn chứa nhiều khoáng chất và trên 18 loại axit amin, giúp tăng sức đề kháng, bào bổ cơ thể, chống lão hóa hiệu quả, rất thích hợp cho người cao tuổi, những người làm việc với cường độ cao, người cần phục hồi sức khỏe. Cách sử dụng sâm củ khô Đài Đông rất đơn giản, các bạn chỉ việc thái củ sâm thành từng lát mỏng, dùng mỗi ngày pha trà, ngâm rượu hoặc ngâm mật ong. Một lưu ý là sâm củ khô khá cứng nên khi mua, các bạn có thể nhờ nhân viên tại cửa hàng Thịnh Phát thái lát sẵn để về có thể sử dụng được ngay. Hồng sâm củ khô hợp thiết Đài Đông 300g hiện đang được phân phối chính hãng tại Thịnh Phát với giá chỉ 2,5 triệu. Để hiểu rõ hơn về công dụng, hướng dẫn sử dụng cũng như được tư vấn cụ thể về sản phẩm phù hợp với từng vấn đề sức khỏe, các bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua những cách sau. Có 3 cách để các bạn có thể mua được sản phẩm chính hãng tại Thịnh Phát như sau. Cách 1, đến trực tiếp showroom địa chỉ 853-855 Nguyễn Thiệm, phường 3, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Cách 2, gọi ngay hotline 090-77-999-88 để được tư vấn trực tiếp hoặc đặt hàng qua điện thoại. Cách 3, truy cập website nhansamthinhphat.com hoặc samyến.thinhphat.com và lựa chọn sản phẩm. Chúng tôi sẽ giao hàng nhanh trong ngày tại khu vực nội ô thành phố Hồ Chí Minh và từ 2 đến 4 ngày đối với các tỉnh thành khác, giao hàng khu vực tận nơi.